Hôm nay thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu đến với quý vị tất cả các bạn một dòng ca của một bạn sinh viên của trường, đó là bạn Lê Viết Thu. Hôm nay Lê Viết Thu sẽ gửi đến một cái ca khúc rất là dễ thương và đậm và rất là cuốn hút của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Về Quê. Lời đầu tiên xin cho phép Viết Thu được gửi lời chào trân trọng đến toàn thể mọi người.
dựng dân ta giọng quê xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin kính chúc mọi người có một buổi sáng thứ bảy nghe nhạc thật là vui và thật là ý nghĩa. Xin cảm ơn.